Chào các bạn, mình giới thiệu một động cơ 3 pha Made in Germany của Lenz. Thì cái động cơ này á, thì nó dính liền với một hộp số cùng hãng nha. Thì trước đây mình cũng đã giới thiệu sơ rồi, bữa nay thì mình sẽ chi tiết hơn nha. Hộp số cũng của hãng nè, Made của Đức nè. Cái này tỷ lệ 1/50 các bạn, 1/50. Bánh răng đồng bên trong nha, còn rất là mới sáng. Nó có dầu á, mình không biết, mình tháo ra cái nó xì dầu ra hết. Ở đây nó có phốt chặn dầu, phốt zin, cốt là trục 10 nha. Ở đây á, mình bán hai lựa chọn. Một lựa chọn là một động cơ như vậy nè, ở đây có một con lục giác nè, mình tháo cái nhông con sâu này ra, tháo cái phốt dầu ra, mình chỉ bán một lựa chọn là chỉ động cơ 3 pha nha. Điều đặc biệt là nó có cầu chì nha các bạn, cái này cầu chì nè, ba cầu chì đúng với cái thông số, cái dòng ở trên tem ghi để bảo vệ. Cái này mình tháo ra nha, nắp chụp đầy đủ, mình tháo ra rất là mới luôn. Thì mình sẽ bán hai lựa chọn, một là động cơ 3 pha đó. Và một lựa chọn nữa là động cơ kèm với hộp số nha. Hộp số này á, khi các bạn đưa vào á, mình cái độ rơ hầu như không có các bạn, hầu như không có nha. Hộp số trục vít vậy mình ít nhiều nó cũng sẽ có một ít rơ, nhưng mà hầu như là không có nha. Này là hộp số mới, ít sử dụng cho nên là đa phần là không có và hàng xịn. Ok, mình sẽ đo sơ bộ về thông số. Đầu tiên á, thì về phần động cơ cốt là cốt 10 mình đo rồi nha, cốt 10. Thì cái chiều dài cốt á, thì chiều dài dự kiến á, 55 nha, chiều dài cốt 55, đo thân động cơ chiều dài là 156. Còn tính luôn hộp số là cao khoảng 80 mm nha. Ok, tiếp theo là đường kính cái động cơ khá là lớn luôn á, 85 mm. Cái này các bạn có thể làm cái spindle á, tại vì nó chạy rất là êm, cho những cái máy CNC mini á, cắt khác gì đó nha. Ok, nói thêm về phần thông số trên động cơ nha các bạn. Nè, động cơ Made in Japan nè, thông số đúng không? Công suất là 0,09 kW nè, 2007, tua 2007. Điện chạy được hai loại là 230 và 400. Dòng cực kỳ tiết kiệm nha các bạn. Khi chạy ở 230V thì nó tiêu thụ là 0,43 nha, chưa tới 1A, 50Hz, chạy 50Hz nha. Thì ở phía dưới nó cũng có ghi cái thông số của cái hộp số nè, Y bằng 1/50 nha, tỷ lệ 1/50. Thì những động cơ này thì phù hợp cho những cái ứng dụng mà ráp lên máy CNC, hoặc là những cái ứng dụng mà cần độ êm. Ok, mình test nha. Mình chạy với biến tần 3 pha, 1 biến tần nè, điện vào 220, tù ra là 3 pha nha. Động cơ chạy nha. Mình kê để dưới mặt bàn á, cho nên nó rung xíu nha, chạy hầu như không nghe tiếng, là êm.
tắt tua ra 2007. Còn sau khi qua hộp số thì 2007, tốc độ là 2007 đi, mình tính là 3000 đi, 3000 chia cho 50, 3000 chia 50 bằng 60 nha, đầu ra tối đa là 60 vòng 1 phút, khoảng khoảng đó nha, không 50 mấy á. Nhông đồng nha, còn rất là đẹp. Ok, mình báo giá nha. Thì một động cơ như vậy, hàng zin chưa, nói chung là hàng zin nha. Nếu mà động cơ mà không hộp số á, thì 400, còn có hộp số luôn á thì 650 nha các bạn. Ok, mình để giá trên tiêu đề, bạn nào có thắc mắc thì xem lại nha.